Em xin chào tất cả các bác nhé. Phiên video ngày hôm nay em lại lên chia sẻ đến các bác rất là nhiều những cái loại hoa lan đẹp các bác ơi. Toàn là những cái hàng chơi Tết các bác nhá. Đấy, hàng hôm nay em về rất là nhiều các loại địa lan. Đấy, hàng đang có nụ, nhiều nụ để chơi hoa Tết các bác ạ. Đấy, và ngoài ra hôm nay em có cả đai châu, đấy, hoàng nhạn và rất là nhiều những mặt hàng nữa ở trên video nhé. Các bác vào đón xem video của em và đặt hàng ạ. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại là 039 45 47221 nhé, số đấy cũng là số Zalo của em. Thì các bác có thể add qua Zalo hoặc nhắn tin qua Zalo cho em cũng được ạ. Trước tiên hôm nay em về rất là nhiều những cái chậu địa lan. Hôm nay em có cả thanh ngọc các bác ơi. Thanh ngọc hôm nay lụ đẹp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Tầm này rất là vừa tầm rồi. Đấy, không bé quá để cho các bác không thể chơi Tết được. Hàng lụ rất là vừa nhá. Đó, hoàng kim bảo này, thanh ngọc này, ô tiểu thúy. Trước tiên em lên ô tiểu thúy đi. Hôm nay ô tiểu thúy về toàn những chậu siêu to khổng lồ và hàng đang có nụ các bác nhá. Rất là nhiều nụ luôn. Hôm nay ô tiểu thúy em chia sẻ với giá là 240.000 cho một chậu ô tiểu thúy. Đấy, trước tiên em sẽ lên cho cả nhà xem cái mặt hoa. Đấy, ô tiểu thúy này các bác ơi, như mấy năm, một vài năm về trước, như năm ngoái thôi, vẫn bán theo thân, giá cực kỳ là cao các bác nhá. Đấy, phải gọi là giá cực kỳ cao. Đấy, nó sánh vai với cả thanh ngọc vì bông của nó rất là đẹp. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa kỹ cho cả nhà xem này. Đây, đây cái bông của nó đây các bác này. Cánh nó rất là bay nha, mà hoa thơm các bác ạ. Hoa thơm bền hoa. Đây, các bác có thể lên tác phẩm như này để trưng Tết các bác nhá. Đấy, những cái chậu ô tiểu thúy rất là đẹp. Đấy, ô tiểu thúy hay ô tiểu thúy là một các bác nhá. Là hai tên thôi, chứ nó là một ạ. Đó, thì hôm nay em chia sẻ ô tiểu thúy với giá là 240.000 cho một chậu. Đấy, chậu bầu của em là hàng loại to. Loại to các bác nhá. Có những nhà vườn họ bán nửa chậu nhà em thì họ vẫn cứ bán là một chậu. Đấy, còn đây hàng nhà em là hàng em không tách, em để nguyên bầu. Đấy, và em bán nguyên một bầu to là 240.000 cho một chậu ạ. Đấy, các bác nhận hàng các bác kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán các bác nhá. Đấy, các bác nhận hàng các bác kiểm tra như hình em quay để các bác nhận hàng hộ em. Đây ạ, rất là nhiều nụ nha các bác nhá. Đây, nụ của nó đây này, đang lên rất là đẹp rồi. Đấy, ô tiểu thúy em chia sẻ với giá là 240.000 cho một chậu. Giá hôm nay là rẻ hơn mọi khi luôn đấy các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, ô tiểu thúy 240. Tiếp theo em lên một loại nữa là thanh ngọc. Em sẽ lên thanh ngọc này. Thanh ngọc hôm nay đây, hôm nay nhặt riêng được hai chậu này đẹp quá. Đấy, đây chậu này là của em đây, rất là đẹp này. Chậu này 6 thân này, chậu này của em là 6 thân và có 3 ngồng hoa các bác nhá. 3 ngồng hoa nó rất là đều nhau đây các bác này, vì nó nguyên một dề nên nó rất là đều nhau đó, chứ nó không phải là cái hàng ghép bầu hay là cái hàng tách bầu đâu ạ. Nguyên một dề một bầu của nó luôn. Đấy, chậu này của em là 6 thân rất là đẹp, nhưng mà 6 thân này nó rất là to nhá. Nhiều lá và đang có 3 ngồng nụ, bình thường có những chậu 8 9 thân cũng chỉ có 2 ngồng nụ thôi. Đấy, nhưng mà riêng cái chậu này của em có 6 thân và 3 nụ rất là đẹp. Đấy, cái chậu này nhìn bên ngoài nó rất là đều luôn, đều lá, cần cũng rất là đều nhau. Đấy, thì riêng cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000. Đấy, 380.000 cho cái chậu thanh ngọc nhá. Đấy, chậu này chốt xem là mã A1 thanh ngọc 380.000. Mã 2, em có một chậu này là 5 ngồng. Đấy, 5 ngồng cũng 3 ngồng nụ luôn. Hôm nay nhặt được hai chậu này cực kỳ đẹp. Đấy, bác nào mua được hôm nay thanh ngọc thì quá là tuyệt vời luôn. Vì mọi khi em về thanh ngọc á, loại 8 9 10 thân cũng chỉ có 2 nụ. Đấy, mà hôm nay em nhặt riêng được hai chậu này, một chậu 5 thân, một chậu 6 thân. Chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 cho cái chậu 5 thân này. Đấy, bác nào lấy chậu 5 thân 3 nụ để thì chốt ủng hộ cho em. Đó, thanh ngọc nhá. Tiếp theo hôm nay hoàng kim bảo chậu cực kỳ to. Đây cả nhà ơi, các bác có thể ngắm một cái chậu hoàng kim bảo này. Hàng hôm nay nó to á, nó to gấp đôi gấp 3 lần mọi khi luôn đấy các bác ạ. Đấy, hoàng kim bảo hôm nay em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu. Hàng toàn bộ là hàng đang có nụ các bác nhá. Hoàng kim bảo này nó là hàng truyền thống rồi, những cái dòng địa truyền thống. Các bác về chơi hoa xong các bác có thể chơi được các năm về sau nữa. Mà toàn là những cái hàng dễ trồng thôi, dễ trồng dễ chăm. Đấy, hoàng kim bảo hàng cũng đang có nụ để chơi hoa Tết các bác nhá. Em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu hoàng kim bảo. Chậu rất là đẹp luôn các bác ạ, chậu to nhá, bầu to. Đấy, 220.000 cho một chậu. Tiếp theo, em có các cái chậu của đại mạc cổ lá biên, đại mạc lá biên nhá, mạc biên này. Hàng bầu rất là to. Đấy, hôm nay mạc biên em chia sẻ chậu của em là hôm nay toàn là những chậu nhiều nụ thôi. Đây chẳng hạn như chậu này.
1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 nụ này. Đấy, chậu này 5, 6 nụ này. 3, 4, 5, 6 gì đấy. Đấy, tầm 5, 6 nụ, nhiều nụ lắm. Hôm nay Đại Mạc Lá Biên em chia sẻ với giá là, đây em sẽ lên cái mã 1 đi. Mã 1 này của em là 3 này, 4 này, 5, 5 nụ. Mã 1, 220, 5 nụ. Đấy. Mã 2 Mạc Biên, đôi này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, khoảng 5-6 nụ rồi đấy các bác nhá. Khoảng 5-6 nụ rồi đấy. Mã này em cũng chia sẻ với giá là 220 cho mã 2. Và mã 3. Mã 3 thì nó cứ nấp núm nụ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cũng khoảng 5-6 nụ gì đấy. Mã này em chia sẻ với giá là 220.000 cho mã 3. Mạc Biên nhá. Các bác ưng mã nào thì các bác gọi điện qua cho em ạ. Tiếp theo, hôm nay em có mấy chậu kiều cực kỳ đẹp luôn. Kiều nhá, kiều thân vuông hoa nở Tết các bác nhá. Tầm này đang sưng mắt nụ rồi. Cái kiều này thì của nó là thời gian ra nụ với thời gian hoa nó, thời gian ra nụ nó ngắn hơn. Đấy, nó khoảng từ 35 đến 40 ngày thôi. Đấy thì nở Tết cho em nhá. Em có một cái chậu siêu VIP đây. Đấy, chậu siêu VIP này, to vật vã luôn, em chia sẻ với giá là 550. 550.000 cho chậu kiều vuông VIP. Đấy, và có hai chậu vừa vừa. Đấy thì em chia sẻ với giá là 230.000 cho một chậu. Chậu mã 1 230 này. Chậu mã 2 cũng 230. Đấy, kiểu vuông nhá. Tiếp theo em có các cái chậu của Đai Châu. Đai Châu hôm nay em xả các bác nhá. Châu đẹp lắm, hàng giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy, đà hàng đang ra nụ hết rồi đấy các bác nhìn này. Đấy, nụ nó đang bật hết rồi nhá. Đây, nụ hết này. Đấy, chờ Tết cho em. Thì em sẽ lên theo từng mã. Đây. Mã 1 này. Mã 1. Đấy, em chia sẻ với giá là 280.000 cho chậu này là 4 cây luôn này. 280 cho chậu mã 1. Chậu mã 2 đây em đang bán với giá 300 tiền này các bác này. Đó. Đây, 4 cây luôn nhá. Chậu này thì đây cây đỏ này. Đấy, cây đằng sau này thì khả năng là màu khác. Cũng đang có nụ luôn nhá. Em chia sẻ mã này với giá là 280.000 cho mã 2. Chậu mã 3 em cũng chia sẻ với giá là 280. Chậu nào cũng 4 cây luôn các bác nhá, và hàng toàn bộ là hàng đang có nụ ạ. Đấy, không phải là hàng chưa có nụ đâu các bác nhá, hàng đang có nụ hết rồi. Đấy, 280.000 cho mã 3. Tiếp theo hôm nay em có mấy cái mã của Hoàng Nhạn 4N. Giá sale các bác nhá, giá cực sale cho các bác luôn. Đấy, các bác cái mua 4N này thì năm tới này là có hoa luôn, vì hàng này em nuôi mấy năm rồi và hàng đã cho hoa rồi ạ. Đây, cây này rất là đẹp này. To nhá. Là xếp vi luôn, còn nguyên là gốc. 250 cho mã 1. Mã 2, cây xếp rụt rịt đẹp này. Mã 2 này thì hình như là có một cái lá nó bị rách đây này. Đây, một cái lá rách khô thôi các bác nhá. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 190.000 cho mã 2. Lỗ luôn nhá. Mã 3, mã này có mấy cái chỗ nó khô khô, nó như kiểu là bị chi mận đấy. Đấy, đây này các bác này, nó khoét khoét khô khô này. Đây ạ, mã này là mã 3. Bên này thì nó có một vài cái xước sát của cái khô khô thôi các bác nhá. Không phải thối đâu ạ. Mã này em sell luôn với giá là 150. Đấy, 150 cho mã này là mã 3. Mã 4 này, mã 4 cây đẹp này. Mã 4 180.000 cho mã 4. Đấy, toàn bộ là Hoàng Nhạn 4N rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, bác nào sưu tầm Hoàng Nhạn 4N thì ủng hộ cho em. Và em có một cái chậu Hoàng Nhạn tháng 6 này. Năm ngoái nó nở tháng 6 thì em bán là tháng 6. Chậu này nguyên gốc 3 cây. Mã này em chia sẻ với giá là 250.000 cho chậu này, là chậu 3 cây, hàng nuôi thuần lâu rồi các bác nhá. Hoàng Nhạn tháng 6, nở tháng 6 các bác ạ. 250.000. Tiếp theo, em có một cái chậu kiều trắng này. Siêu phẩm luôn các bác ạ. To vật vã, đang lên cả mầm gốc đấy các bác này. Đang u mắt nụ. Đấy. Đó là đấy, kiều trắng chốt cho em chậu này 950. Có một chậu duy nhất 950 nhá. Đấy, là cậu kiều trắng các bác ấy à. Đẹp lắm. Đấy, lô địa của em đây, hôm nay các bác ngắm qua này. Về rất là nhiều luôn. Mỗi ngày em đi cả mấy chục chậu các bác ạ. Đấy, nên là số lượng siêu nhiều cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác đặt hàng thì gọi điện giúp em qua số điện thoại là 039 45 47 221 nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, gặp lại hẹn gặp lại các bác ở những phiên video tới nhá. Em xin cảm ơn các bác.